Thì Trung xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Trung sẽ nói về tuổi canh thân ha. Thì tuổi canh thân này thì nó có cái gì đặc biệt? Thì có nhiều người thì kêu làm clip tuổi này, clip tuổi kia. Thì mọi người cứ từ từ, thì Trung cũng sẽ làm hết. Là ai cũng sẽ có ha. Từ nhỏ, từ gọi là giáp tý cho tới quý hợi đều có hết. Thì hôm nay thì Trung chia sẻ về tuổi gọi là canh thân, nam nữ ha, nam nữ xem chung. Nhưng mà đặc biệt đối với cái tuổi canh thân này có cái gì đặc biệt, thì theo thầy Trung á, là kinh nghiệm về cái tuổi canh thân này nó cũng có nhiều cái đặc điểm, nó cũng rất là hay ha. Có những cái cá tính cũng rất là đặc biệt, ưu điểm có, khuyết điểm có, nói chung cũng rất gọi là cá tính. Thì đối với người mà tuổi một sinh năm 1980 canh thân ha, thì mạng gọi là thạch lụa mộc. Thạch lụa mộc tức ở nghĩa là cây mọc trên đá đó. Cái thạch lụa mọc trên đá, gọi thạch lụa mộc. Thạch là đá, cây gọi là, thường thường tất cả những cây mà gọi là sống mà bám trên gọi là đá, thì gọi là mạng thạch lụa mộc. Thì nói về chữ canh thì tất cả mọi người cũng biết chữ canh lúc nào nó cũng sẽ khổ hơn những cái tuổi khác rất là nhiều. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, canh làm thì tân hưởng, mà đứng về chữ canh là cải ha, mà chữ canh là kim, mà thân cũng là kim, thì gọi là can chi đồng hành không sinh sức. Thì đối với những cái người mà sinh năm 1980 thì họ rất là, cái tâm tính họ gọi là, cái ý chí của họ là rất bền vững. Là khi họ quyết định làm chuyện gì, họ đeo bám tới cùng. Dù đó là cái quyết định đúng hay là sai, nhưng mà họ cũng đeo đuổi cái mục đích lý tưởng của họ. Gọi là cái quán tính rất là nặng, cũng gọi là khó mà thay đổi được cái. Thì đối với những cái tuổi khác, thí dụ người ta, ví dụ như là mình nghe một câu chuyện gì đó ha, một thấy một cái việc gì đó, thì mình có thể cảm động từ một cái việc đó, là mình có thể là mình tu, mình sửa được cái tính tình của mình ha, mình được thay đổi tốt hay thay đổi xấu gì, thì tùy theo mỗi người. Nhưng mà đối với cái tuổi canh thân này thì họ thấy trước mắt thì cảm xúc thì vẫn có ha, nhưng mà lý trí hay này nọ tất cả rồi đâu nó cũng xảo gì gần đấy, về cũng lại là cái bản ngã của tuổi canh thân. Bởi mấy người mà gọi là can chi mà nó đồng hành, nó ngang vai, thì họ có cái gọi là cái tính độc lập của họ riêng biệt. Thì nên cái tuổi canh thân rồi biết rồi, tuổi canh thân ha, mạng thì mộc, thì nói chung là sống cũng có tâm, cũng có tâm. Nhưng mà tuổi canh thân lúc sinh thời thì cũng khổ. Ví dụ hoàn cảnh mình sinh ra, có những người sinh ra trong cái thời vận xã hội thì nó đầy đủ vật chất ha, còn đối với cái tuổi này thì khi sinh ra lúc đương thời thì nó cũng rất là thiếu thốn đủ nhiều về mặt vật chất lẫn tinh thần. Thì thời điểm mình sinh ra thì lúc đó cha mẹ mình thì cũng cái hoàn cảnh nó cũng rất là khó khăn, tại vì sinh năm 80 là cái thời đó vẫn còn là thời bao cấp ha, thời bao cấp thì nó rất là khổ. Thì những người mà sanh từ gọi là sau sau giải phóng, từ năm 75 30 tháng 4 đổ tới năm hết năm 85 thì mới hết bao cấp. Thì rất là khổ. Cha mẹ thì cũng không sướng khi mình sinh ra. Thì nói về cái miếng ăn thì nó cũng tuổi trẻ nó cũng đã vất vả rồi, đừng có nói chi mà sung sướng hơn người được. Đó. Bởi mọi cái độ tuổi sinh ra mà vì hoàn cảnh xã hội hay là cái một cái đất nước thì mình cũng phải chịu. Thì cái tuổi này tuổi nhỏ cũng rất cơ cực, nên rèn luyện cho cái tuổi canh thân này một cái ý chí, thì nói chung là cũng chịu cực chịu khổ ha, được, cũng trải qua nhiều khó khăn trở ngại.
lên voi xuống chó, thành công thất bại, tiền bạc giống như dòng nước trôi. Tuổi này thì nói chung là cũng chí rất là lớn ha, tại mặn thạch luôn mọc, cây nó mọc trên đá. Cây mà mọc trên đá thì nó cũng là một cái điều rất là khó khăn. Cây mà sống trên đá, dù trời mưa, trời gió, trời này nọ, nước thì qua mùa hè thì nó cũng thiếu, mùa đông thì gọi là giá lạnh. Bởi cái cây thạch luôn mọc là một trên đá, bởi ý chí của người ta, nó từng trải, chịu đựng dữ, cái cực khổ nào rồi nó cũng chịu được hết. Mà cái tuổi này được có một cái là sống rất là gì tinh thần, vì tinh thần họ cũng gọi là sắt đá lắm. Thì chung cũng khen về cái đặc điểm về cái tuổi mà canh thân, ý chí sắt đá, rèn luyện con người, trải qua gọi là xuân hạ thu đông bốn mùa, vẫn thích nghi được, sống được. Thì là một đức tính tốt. Tuổi canh thân này qua trung vận đầu 30 đổ gì đi thì nó tốt. Nhưng mà về mặt tình cảm hôn nhân gia đình thì nó hơi cao số một chút. Tuổi trẻ thì yêu cũng nhiều người, nhưng rồi nó cũng không thành. Vì hoàn cảnh, vì một việc gì đó, kết hôn với người thì đa số là cũng không được thỏa nguyện xứng lòng. Thì tuổi này cũng qua rất là nhiều lần đò, mối tình thì cũng rất nhiều, có chồng rồi cũng có rất người, nhiều người theo thì cũng rất là đào hoa ha. Làm ăn thì lúc nào cũng tính việc lớn, không tính việc nhỏ. Ra ngoài thì nói chung là ngoại giao cũng rất là giỏi, được nhiều người yêu mến, ưa chuộng, tính tình cũng rất là phóng khoáng. Nhưng mà đặc biệt về cái tuổi này, khi ra ngoài thì cũng rất là phóng khoáng, khi xài tiền nhiều, rồi khi hết thì lại buồn, buồn rồi đi kiếm tiền rồi lại chi tiêu. Thì cái tuổi canh thân này nó khổ là như vậy. Mà người đứng về chữ canh thì lúc nào gọi là cũng phải là đứng đầu. Tại tất cả những cái vùng, thí dụ ta thấy là như một cái vùng đất, cái vùng đất mà muốn được tốt, tươi, đẹp, đẽ thì phải có người canh tác, có người đi đầu khai phá thì mới có được cái mảnh đất đẹp. Bởi chữ người, chữ tân là tại sao người ta sướng hơn những người chữ canh. Canh làm xong mới tân, nhà làm xong rồi mới ăn tân gia, thấy không? Nó là như vậy. Bởi người đứng về chữ tân thì dù sao nó thụ hưởng hơn là người chữ canh. Chữ canh là người đi khai phá, dùng sức mình để tạo nên sự nghiệp, nhưng mà cái người khác hưởng là nhiều hơn. Người thân trong gia đình, anh em, cha mẹ, họ hàng cũng được hưởng theo. Bản thân tuổi thân được gì? Chỉ được một cái tiếng thôi, chỉ một được cái tiếng hư danh thôi, được một cái tiếng thơm thôi. Có tiếng mà cũng không được miếng. Mà tuổi thân này á, về vấn đề gọi là bạn bè, thì nếu mà làm ăn thì nên kết hợp với người nam thì tốt hơn ha, phái nam tốt hơn. Còn nếu mà về phái nữ thì khác, một thời gian thì cũng có sẽ gọi là cái sự gọi là chia tay. Bạn thì cũng đừng nên chơi thân quá, chơi thân quá rồi sau nó cũng phản. Số mình là kỵ, nhỏ mình sinh ra trong gia đình mình, cha mẹ thì mình khắc mẹ, bạn bè thì mình khắc bạn nữ, chơi chung nó bao nhiêu năm vậy đó, mai mốt nó vẫn phản mình. Đối với người giữ canh nó hẩm hiu như vậy, nó bị bạc đãi như vậy. Sinh ra con gái thì nó cũng sẽ khắc với mình ha. Điều lưu ý của cái tuổi gọi là canh thân. Còn về nhà cửa thì khi mà đã có nhà, ham mua nhà mua đất thì mua nhà thì nó cũng đỡ tốt hơn mua đất. Mua đất phải cẩn thận nha, nó cũng dễ tranh chấp, dễ thị phi, dễ cãi giả.
là kỹ mua đất hơn là mua nhà. Còn về sự nghiệp thì tuổi Thân này á thì nói chung là nó cũng phát sớm, nhưng mà nó cũng tàn sớm rồi lại phát, cứ lên rồi xuống, xuống rồi lại lên. À, đặc biệt của cái tuổi Thân như vậy. Tuổi Thân đã 10 người thì cũng là đã 7 8 là như vậy, nhất đặc biệt đối là với nữ ha, đặc biệt đối với nữ. Còn đối với nam, tuổi Thân thì nó cũng rất là đào hoa, nhưng mà cuộc đời thì nó cũng kỵ với gọi là đàn bà, hãy rớt đi đàn bà là khổ ha. Nhớ những người mang tuổi Thân nam có đào hoa cho mấy, nhưng mà cũng khó được cái thoát gọi là chim lòng cá chậu hay là lưới trời lồng lộng, thì nó cũng sẽ gọi là sẽ gặp phải thôi, cũng vì đàn bà mà lên, vì đàn bà mà cũng tiêu tan. Thầy chung cái lưu ý nữa, một cái đặc điểm nữa là nói về về gia đạo, thì về gia đạo thì tuổi Canh Thân này nó cũng không được gọi là hạnh phúc cho lắm ha. Sự nghiệp thì có lúc lên lúc xuống, cũng rất là thăng trầm, khi thì lên cao khi thì xuống. Trong gia đạo thì cũng bất hòa, trên dưới không nhượng nhịn, trên dưới không hòa thuận nhau, vợ chồng thì bất đồng ý kiến, cha mẹ thì lại không hiểu về tuổi Canh Thân. Đôi lúc người thân bên ngoài còn hiểu rõ mình hơn là cha mẹ mình. Người đứng về chữ canh thì tưởng đâu là tốt, nhưng mà cuộc đời nó cũng rất nhiều gọi là cái cảnh mà cô đơn đó. Tình tình thì nhiều, nhưng mà đôi lúc khi gọi là trong lòng nó cũng trống trải, cũng không có ai gọi là bên cạnh nhiều. Thì cái tuổi Thân này là cái kiếp sinh mình sinh ra như vậy để mình trả nợ đời thôi, đừng có nghĩ được mình thụ hưởng được gì hết. Thầy chung nói thêm về một cái đặc điểm về cái tuổi nam và nữ, mà nữ thì nó đặc biệt hơn nam. À, hai cái tuổi này thì nó cũng phạm đào hoa thôi, nhưng mà cuộc đời không thiếu được, không thể nào thiếu được. Đàn ông cũng không thể nào thiếu gái, mà gái cũng không thể nào thiếu đàn ông. Cuộc đời nó như vậy, cứ nó lặp đi lặp lại, hết mảnh tình này tới mảnh tình khác thì nó cũng như vậy thôi. Đàn ông đàn bà gì có chồng có vợ hay gì cũng phải gọi là gánh vác nuôi gia đình, vừa làm chồng làm vợ. Đàn ông cũng vậy, mình làm chồng xong mình làm vợ, con người phụ nữ tuổi Canh Thân cũng vậy, mình làm vợ rồi mình cũng làm chồng luôn. Trong tất cả tuổi Thân, nhưng mà cái tuổi Canh Thân này nó còn đỡ hơn là cái tuổi Mậu Thân. À, cái tuổi Mậu Thân nó còn hẩm hiu hơn nữa, nó còn cực khổ hơn. Thì tuổi Canh Thân thì tuy như vậy nhưng mà nó cũng còn tốt hơn những cái tuổi Thân khác rất là nhiều ha. Thì thầy chung nó tới đây thôi. Thì tuổi Thân mình đừng cũng có than thân trách phận gì hết, kiếp người mình đã sanh ra vào thời điểm đó ha, vào hoàn cảnh, vào không gian thời điểm đó, vào cái vận đó thì mình phải chịu thôi. Còn nói về nhà cửa thì đối với nữ á, thì mình có thể là mua nhà hay là chung cư hay là xây nhà mở cơ sở làm ăn, thì mình phải chọn về Đông Tứ Trạch ha. Đông Tứ Trạch là chánh Đông, chánh Nam, chánh Bắc và Đông Nam ha. Còn đối với Nam, một năm mà 80 á, thì nó thuộc về là cung khôn, thì nó ngược lại ha, nó ngược lại là nó cung khôn. Bởi đàn bà Canh Thân thì tánh đàn ông, mà đàn ông tuổi Canh Thân thì tánh đàn bà. À, đàn ông Canh Thân thì đó, cung khôn là mẹ là vợ rồi, đi ra ngoài làm việc xã hội được, về nhà làm chuyện đàn bà được. Thì hai cái tuổi này
cùng một tuổi thân không được gọi là lấy nhau nha, nó rất là xấu. Đã tuổi thân là mình đã chồng thân mà vợ lấy thân mà đẻ con tuổi thân nữa thì chắc chết nghèo luôn, khuyên ha. Thì thầy Trung cũng xin nói tới đây thôi. Thì tất cả anh em nào mà có thắc mắc về cái tuổi thân của mình, cái vận đi tới đâu, con người mình nó còn qua nhiều vận, tại vì 80 năm nay cũng là gọi là 42 sang năm 43, sắp sửa là qua cái vận mới nha. Ví dụ những người nào sớm thì 42, người nào trễ lắm thì 46, sẽ qua một cái thời vận mới, qua thời vận mới, qua trang sử mới của cuộc đời. Thì có những người nói thì chung ông này ông nói xấu không à, ông nói cái gì sao không thấy mình nghe tốt mà nói tàn là xấu, cái gì cũng xấu hết. Không phải con người á, mình tốt thì mình cũng đâu phải nói làm cái gì, không để là khen quá thông minh quá cái gì. Có những người nói là khen không à. Nhưng mà thầy chung đây là rút ra kinh nghiệm, những cái người này có đặc điểm như vậy, ưu điểm và khuyết điểm, mình nhận ra cái khuyết điểm mình mới hoàn thiện được, rồi mình mới sửa được cái tâm của mình. Bởi thời buổi bây giờ, những người sanh bây giờ á, là thế hệ sau này là không được gọi là dạy về gọi là nhân lễ nghĩa trí tín. Thì bởi một cái con người mà muốn thành công thì đặc biệt phải có nhân lễ nghĩa trí tín, là trong ngũ thường mình phải có cái cách làm ăn, cái giao tế. Mà một người mà muốn thành công thì phải người đó phải sao, biết phải cách bách, phải biết cách cư xử, phải biết người biết ta, ngoại giao, tánh tình phải rộng rãi phóng khoáng ha. Người thứ nhất, người không thành công được là có cái tính mà gọi là keo kiệt, là không thể nào làm ăn được rồi, thầy Trung cũng nói thẳng. Mà thứ hai nữa là đặc điểm về cái người mà thí dụ như mà mình tính lợi gì cho mình, cái lợi cho mình trước đi sao, thì người đó cũng không thành công được. Ích kỷ quá cũng không có làm ăn được giàu nữa. Bởi cái người mà thành công trong xã hội này nọ là người ta rất gọi là ngoại giao rất là khôn khéo, người ta rất là rộng rãi. Thí dụ đi tới tới thí dụ như là muốn làm ăn lớn, mình trước bỏ đồng tiền mình phải đi tới đi đi xem thầy, mình cũng có đâu bao nhiêu đâu, làm thầy á, thì được cái lộc lộc tổ, mình buôn bán thì mình phải có lời. Còn nhầm người cứ đi làm ăn đại à, cứ ra đại vậy cái rồi á, hợp tác hô làm ăn đại rồi xong thất bại vài trăm triệu, nhầm người vài tỷ, nhầm người phá sản rồi xong cái đó mới đi kiếm thầy thì cũng đã muộn rồi. Giống như cái bệnh của mình đó, trước khi này nọ thì mình phải đi khám định kỳ coi biết cái bệnh gì để mình chữa, thì con người mình đâu có giờ bệnh nặng. Còn khi lúc mà mình đã mình giống như mình xỉu, mình ngục ngã rồi, khi mình khám ra là gặp thời kỳ cuối, sao mà chữa được, mình làm ăn mình thất bại, mình phá sản, mình đâu nặng tiền đâu mà trả, muốn muốn trở được thời hoàng kim rất là khó. Thì khuyên tất cả mọi người, ai muốn khi mà làm ăn lớn thì mình phải tư vấn thứ nhất về cái nghề nghiệp của mình biết cái nghề đó thì nên làm, không biết thì đừng nên làm. Thứ hai nữa, biết cái thời vận mình có hay là không, phải đi xem thầy, mà đi xem thầy thì phải đúng thầy, đúng về lĩnh vực, đúng về chuyên môn. Chứ mình đi rồi mình xem những người đi bói bài, nó đi bói bài cái nhở, ô thầy nó bói bài tôi, nó năm nay tôi làm ăn được mà xem nó giàu một chung số này nọ, mà sao không thấy giàu mà thấy khổ. Cái bói bài á làm sao mà coi được thời dẫn, mình vừa coi xong rồi mình coi thêm một lần nữa rồi mình cái quẻ bài nó ra khác, quẻ bài nó chỉ tức khắc, thí dụ mình coi trong vòng 24 tiếng thì nó cái bộ môn của nó có cái hay của nó. Mấy bài mà đâu có coi vào cái gọi là thời vận được, tử vi là mình mới xem được cái thời vận của mình có thời hay là không có thời. Môn chỉ tay thì nó cũng có cái hay của nó, môn chỉ tay mà nói về một cái thời vận mà đi thí dụ như từng tháng này, nó đâu có chính xác được. Tướng cũng vậy, tướng bây giờ nó thay đổi này nọ, tha kem phấn rồi cái mũi này tao đâu sửa hết, mình đâu có thấy ra được. Hàm răng cũng vậy, nhầm người hàm răng ta đẹp tự nhiên, răng ta đều, còn bây giờ những người răng xấu người ta nhổ hết, chồng dân xứ vẫn đẹp,
cũng không xem ra được ha. Thì thầy Trung cũng khuyên là mọi người muốn thắc mắc cái gì, muốn làm ăn lớn, còn nếu mà con người mình mà thụ động ăn cắt mặt bàn, có bao nhiêu xài bao nhiêu. Thì giống như cái người làm ăn làm thế, đi làm thuê à, ngày nào ăn ngày nấy. Còn mình muốn không chấp nhận số phận, muốn làm lớn thì mình phải đi xem nha. Thầy Trung khuyên như vậy. Thầy Trung xin kết thúc tại đây. Hẹn lại quý vị cái một video clip lần sau nói về tuổi khác. Nhớ đăng ký kênh Thầy Trung Phong Thủy ha. Thầy Trung sẽ chia sẻ nhiều cái clip hay hơn, và có thể là sắp sửa là để coi hạn của những cái tuổi mà từng năm từng năm. Anh chị em nào mà muốn xem từng năm thì nhớ đăng ký để Thầy Trung có thể là xem và thông báo từng tuổi để cho quý vị để biết về cái vận hạn của hàng năm của mình. Mình tốt xấu làm sao, hao tài việc gì, có chuyện sang năm nó có xấu hay không. Thôi thì Trung thì xin tạm dừng ở đây ha. Xin hẹn lại lần sau.